Chào các bạn nha, giờ cũng chiều nha các bạn. Giờ khoảng 5 giờ. Đặt cũng cứ nãy mình đi ra tới đây mình đặt khoảng cỡ 8 mấy 9 giờ các bạn. Thấy nó cũng chạy nhảy nhảy tưng tưng. Giờ mình 5 giờ mình mới đi thăm nha các bạn. Giờ mình vô cái đầu tiên ở trong khu này nha các bạn. Vô các bạn ơi. Đây đây đây, cho các bạn xem. Đây. Nó lật cái bẫy xuống luôn nha các bạn, nó lấy qua lật cái bẫy xuống luôn. Đây một sóc bông nha các bạn, nó ăn cái trái chuối nè, các bạn xem nè, nãy mình đặt nó nằm ở trên này nè, mà nó tung quá cái bẫy nó lật xuống luôn nha các bạn. Đó. Để mình gỡ nó xuống nha các bạn, đây các bạn. Cái đầu tiên là dính rồi nha các bạn. À, giờ mình tới cái khác. Này, cái hai cũng dính các bạn. Hai cái dính con mà. Vỏ mình chặt quá. Tại mình đem có 8 cái 7 cái bẫy thôi các bạn. Mà đem 8 cái mà giờ ra thấy con cái nó bị lỗi nên không có đặt. Có 7 cái nên đem cái vỏ nhỏ xíu mà giờ nó chặt chặt nha các bạn. Vô nữa các bạn, vô vô còn cái bông nữa rồi. Đây. Đi chà, đi chà. Đâu, con này bự các bạn ơi. Bự chà bá luôn. Ý ý ý ý rớt rớt rồi. Xem rớt. Đây có nha bạn. Đi. Anh bị kẹt cái chân nè các bạn. Kẹt cái chân ở ngoài để mình lấy ra nha các bạn. Rồi mình gỡ nó ra các bạn. Nó cắn gì nó chảy máu. Cái chuối chảy máu quá trời mà. Không biết nó chảy máu cái miệng hay đâu. Mày cái chuối máu không à. Rồi bỏ vô luôn hai con. Là cái hai con, cái này mình đặt điểm không nha các bạn. Mấy cái cành mà nó truyền qua truyền lại không á. Chắc ăn là mấy cái đó là nó bắt buộc là sáng hoặc chiều nó phải đi qua mấy cành đó, không có đường nào không qua nha các bạn. Đi qua đằng nó về. Sáng đi ăn là đi đường đó, về đường đó nha các bạn. Bạn canh mấy cái cành như vậy các bạn đặt dính hiệu quả cao. Trước hay vô xóc đất các bạn. Trong kia trong cái vườn trái cây của người ta nha các bạn. Mình đặt ngay cái dừa, ngay cái nhánh này nó đi qua nè bạn. Đó. Cái nhánh này là nó truyền để qua được cái dừa bên kia là nó phải truyền qua mấy cái nhánh như vậy nha các bạn. Cái xúc đất thì nó ăn thấp hơn. Nó ăn tầm này nha các bạn, dưới đất hoặc là nó nghe mùi thì nó lên cao cao cỡ này thôi chứ nó không lên cao quá nha các bạn. Còn sóc bông thì nó đi cao, sóc đất thì không có cao nha các bạn. Thì có hai cái không dính mình không có quay luôn các bạn. Hai cái còn y nguyên. 6 cái à, còn cái cuối cùng nữa. Tổng kết. 3 con rồi các bạn. 6 cái và 3 con rồi. Cái cuối cùng nữa là hết. Cuối cùng mình đặt gần gần cuối với mấy của cái đường này. Cũng có cái cành truyền qua ngon lắm nha các bạn. Đặt ngay cái cành từ bên đây nó truyền qua bên đây ngay cành giữa. Vô các bạn, vô nữa các bạn. Đó, nè. Đó. Các bạn để ý nha, cái cành từ bên đây nó truyền qua bên giường bên đây nè. Hoặc là từ bên đây nó truyền qua bên đây. À, nó bắt buộc phải qua cái cành này nha các bạn, không đường nào mà không qua được nha các bạn. Đó, các bạn đặt như vậy sẽ dính. Đây một em bông già cam nha các bạn,
Anh này nhỏ không bự, anh này sóc tơ rồi. Coi mặt mày coi, con này hình như nó cũng chảy máu răng hay gì, nó cắn lấy chuối chảy máu à, không có bạn thấy đỏ đỏ tưởng chảy máu chảy chuối rồi. Xong nãy mình xuống mình thăm là mình thấy vẫn còn chạy nhiều lắm nha các bạn, nó chạy như giặc, tại vì buổi chiều giờ là cao điểm nó đi về nè, nên nó đi tổ ra tất cả các vườn khác á, vườn trái cây khác, để trái cây khác ăn á, là giờ nó gom lại nó về đường này hết nha các bạn. Có trong mấy con này chắc khả năng có con cũng mới dính rồi. Rồi 7 cái các bạn, dính được 3 con sóc bông với 1 con sóc đất. Đi mình sợ tối mình đem cái đèn pin nha. Nay chắc là mình kết thúc video đây luôn rồi. Lưới này lưới tốt không nha các bạn, lưới bằng 5 kg nè. Giờ cho con chó hả, con chó con mèo gì cắn cũng không có đứt lưới này, lưới cứng bạc cố luôn. Rồi các bạn xem video thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Các bạn nào mua 7 sóc thứ này thì mình cũng có cung cấp toàn quốc luôn, ship toàn quốc nha anh em. Cái loại thứ này thì 30.000 cái tại lưới mà chị chấm xét nè, và nó bằng 5 kg nữa, có chống sảy luôn nha bạn. Chống sảy hai kiểu, một là kiểu móc, hai là kiểu khoan tròn, bạn muốn kiểu nào cũng có. Các bạn nào mua 7 sóc thì liên hệ mình có ship toàn quốc. Rồi chào tạm biệt các bạn.